Rồi kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại cho anh chị các bạn xem ít Trung Quốc của mình sau một tuần anh Vũ ở bên Lấp Vò, anh tặng mình nha các bạn. Đây. Anh mua ít bánh về anh nuôi cũng cỡ đâu tháng mấy 2 tháng gì các bạn. Rồi anh lựa qua anh cho mình 2 con. Và mình sẽ bữa nay 15 rồi, nay gầm mình không ép mà chắc mai mốt gì nét quay cho anh chị bạn xem. Đây cho được 2 con chậm như nước, nó hơi nhám nhám rồi, mình thấy ép cũng được rồi đó, mình thấy ép được. Nay cho mình bữa mùng 8 nay 15 đúng tuần lễ các bạn. Đây nó dài đoạn vô, dài đoạn tốt. Gặp như nếu mà anh chị bạn nuôi mà có cái bụng con ếch này nè, nếu nó có bụng là chắc cả ký lô à. Nuôi có bụng mi gan con ếch Thái là cái ký lô. Ếch đực của mình mở ra nói chuyện cho nó sung nó kêu. Nó mình tại đã kêu mình im cho để cho nó kêu. Mình có hứa các bạn là cái này sao nó vừa nhám hay hơi, mình mai mốt mình ép, mình có hứa các bạn là mình sẽ quay cho anh chị các bạn xem, quay coi thành quả nó đẻ ra sao, với ít tơ nó đẻ không biết ít chiều nữa, nó hơi nhám dừa không biết đưa ra chịu đẻ không. Theo cái kinh nghiệm thì nếu con ếch này mình gờ nó nhám hơi vậy là theo mình đẻ cũng được nè. Nè bạn thấy nó cái bụng nhỏ xíu không có trứng mà phùng xác khô, không biết đẻ lần trứng được bao nhiêu, mình đã chuẩn bị dèo hết rồi. Và mình nói luôn cho anh chị các bạn có điện liên hệ mình á, điện dắt chiều tối 6 giờ rưỡi tối tới 9 giờ các bạn. Mỗi ngày mình có thời gian mà làm này làm kia, công việc gì xanh sôi anh đẻ làm hoài không hết công việc. Bữa hôm mình làm cái bét quay ủa cái bét tưới gốc lên vậy các bạn, mình làm ban đêm luôn đó. Nói chung là không có thời gian các bạn. Để mình qua bên cái dèo bển mấy trăm con nái, mình lựa con nào bự nhất mình qua đây mình so sánh cho anh chị bạn xem. Qua dèo đây. Chắc chờ vô đây xông hơi các bạn. Vô đây cái điện thoại bật nhiệt liền chứ. Đó. Này bụng to quá. Giờ kiếm một con trà bá luôn mới được. Mình sẽ kiếm một con to nhất các bạn, to nhất trong đây rồi mình qua bển mình đem ảnh quay cho anh chị bạn xem. Con đại to và anh chị bạn thấy ít thái toàn là cái bụng không. Đó. Trong 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 cái bầy nó cái con đó nó bụng nó bự nè, là nó to nhất, cái bụng nó bự. Mình sẽ bắt con đó. Qua bển mình so với bển rồi sao. Nè, mình đi tăng cảnh lại. Từ từ lại bắt con này nó bự cái bụng đà bá luôn. Con này mình thấy to nhất nè các bạn. Nó nổi dữ, nó bị chướng hay gì đâu còn bị dữ. Ây, con này gì bụng bự dữ vậy? Trời ơi, bụng mỡ các bạn, này chưa đẻ. Ếch cầm không dám bạn. Bạn thấy nè, ếch khổng lồ luôn. Ôi chết, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời nhảy xuống hầm. Ếch to khổng lồ quá thế rồi. Ếch nó bự. Qua mình cho con ếch này. Con ếch này nuôi điều này mở không biết khi nào mới đẻ các bạn. Chắc nuôi chắc 5 rưỡi. Đây. Mình sẽ dục vô. Trời ơi. Nó to cái bụng. Trời ơi, chết mẹ rồi. Ôi. Con ếch đây mà hơi lạnh bị có dấu hiệu bị ghẻ các bạn. Con ếch Trung Quốc của mình. Mẹ
để mình vô coi, mình tháo dây vô coi. Trong đây hơi tối nha các bạn, hình ảnh sợ nó không sáng nha. Ví dụ chết rồi, chỗ này không xong rồi. Ôi thế này mới biết, trời ơi. Có hai con bị ghẻ nó rồi, sao mai mốt ép được đây. Bị ghẻ trong cái giò nó không thấy các bạn. Wow, hèn chi điểm này sao ăn uống vậy nè. Để chiều mình lấy thuốc mình sức nó nè, im coi nè, ghẻ chỗ bắp chuối nào bạn nè, bạn ghẻ ngay đây nè, nó ghẻ lỗ bành kia luôn. À, uống không mấy nay lo dòm gì không, không có để ý tới nó. Giờ mình bên đây nó hơi lạnh nữa. Rồi chứ em, rồi điều này chắc mai mốt mình ép đại luôn chứ. Điều này còn có con này, coi coi con này ghẻ không, ghẻ con dấu luôn. Phải mình biết biết sớm chút xíu nữa mình xử lý nó. Con này là ghẻ nó bằng ngón tay các bạn, thành khi rồi, ngón tay bự ngón tay nữa, hèn chi. Các bạn thấy nó dài đòn rồi, con ếch thái dúi kia nó cũng to nè, bắt con to nhất. Im gậy, chạy hoài. Con ếch thái các bạn, đùi không có nha nè, cho các bạn luôn, con ếch thái cái bụng nó bự nè. Thái này, thái dúi thúi ấy á. Nó lái vậy nào, các bạn thấy đùi bọng gì nó không bằng con ếch con quắt, thấy không, nó chỉ lớn cái bụng thôi. Nếu con ếch này nó có bụng nó còn bự hơn con ếch này nữa, bạn thấy nó cục đòn hơn không nè. Quay cho anh chị bạn xem, thấy không, ếch người ta bụng nhỏ nhỏ vậy chứ người ta có trứng rồi nè, tơ đàng hoàng nó hai con lại đó, thấy không, con đó chỉ có cái bụng thôi, bụng ốc mà nổi luôn, bụng mở các bạn, chưa đẻ này, chưa có trứng, quá trời cái bụng mỡ này, khi nào mới đẻ, quá thế rồi, quá thế. Ếch mình lừa bảnh là ếch bự nhất mà qua so với con ếch này nó cũng không có so với ếch Trung Quốc, mà bạn thấy đùi bọng này nó nhỏ hơn nè, so với ếch Trung Quốc đùi bọng nó nhỏ hơn, đòn thì theo ếch nó bự đây. Rồi im đây, đây hai con so coi. Không, cái mặt con ếch nó nhỏ hơn nha các bạn, nhỏ hơn con ếch Trung Quốc nha. Nè, bạn dòm kỹ cái mặt con ếch này cho mình. Đây. Đây, mặt nó nhỏ hơn nữa. Không bạn, mặt con ếch Trung Quốc, Anh Quốc này mình thấy cái giống này tốt. Mình hai con mình thì sẽ nhân giống ra. Ảnh hứa cho mình mượn 6 con nó ép, mà nó thôi để đi, để anh ép đi. Nếu con này để mình trị hết ghẻ xong mình ép hai con mình nhận giống ra nó cũng nhiều rồi. Nhận giống từ từ. Mình không cần gấp. Con này bị uống bia nhiều vì bụng bự dữ trời. Bạn thấy nè. Bụng chà bá luôn, ít à. Y gan là bị bệnh vậy. Ít này không phải bị bệnh ba các bạn. Bụng thì cũng không, ếch này tại nó béo quá, mỡ quá chứ không phải bụng. Mình nuôi ếch mình biết. Quá trời bụng, nếu con ếch này nó không có bụng nữa, nó xê xích hơn ếch đó mà so. Nếu mà con ếch này với ếch đó cân là có thể là con, nếu mà nó hơn ếch này bụng nó nhỏ ra đó ha. Nếu cân là con ếch Trung Quốc nó nặng ký hơn. Để mình dòm nữa, bạn thấy cái mặt nó cũng bự hơn nè. Nè, mặt đây, nó chút, mặt nó bành kia. Đó. Cái đùi vậy bạn, dòm thấy cái đùi là bạn biết phân biệt liền nè. Đùi thằng này nó nhỏ hơn đùi đó, sao nặng ký bạn. Ôi da, bạn thấy cái bụng có bông hộp hộp dài đòn nè, cái giò quá trời ghẻ rồi. Điều này không gài mình không biết, bữa nay mấy không gài là cả tuần nay lo thay nước thay bọng không, điều này sao đẻ nổi. Bây giờ lỡ hẹn chứ lỡ rồi vài bữa ép đại luôn, đẻ nổi đẻ không nổi thôi, con đẻ không được. Ôi uổng, đâu phải kiếm ếch chánh tông mà Trung Quốc đem đây dễ các bạn. Người ta cũng đi qua gian nan về đây chối nước được nữa, uổng thiệt chứ. Hèn chi thấy hôm nay nó muốn ốm.
Ai về cái giò bị ghẻ. Đau thấy mẹ ăn uống gì. Nè bạn thấy cái mặt nó nè. Chà bá. Mặt ông này. Chút xíu. Không, mặt không bằng luôn. Tới gần luôn anh chị biết. Đó. Hai cái mặt là biết liền. Rồi mình đem con ếch béo bị béo phì này mình qua bệnh. Nào bạn thấy cái bụng nó trắng sát hơn ếch Thái nè, là cái bụng lên. Đó. Trắng như một chinh nha các bạn. Đấy, ở Trung Quốc nè. Nó có học bông không? Bụng có bông. Bông hả luộc chứ không phải trắng 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 toàn. Con này như vậy nè. Đó, bụng bụng có bông chứ đâu phải nói mình nói dốc. Hai con gan hà, hai con Trung Quốc đây. Đó, để thôi để mình thả con ếch đó ảnh hôm nay chia sẻ anh chị bạn cái cách mình mới về dưỡng ếch Trung Quốc tới đây thôi các bạn. Mình vô chỗ mình lấy thuốc rồi mình xức cho con ếch đó bạn. Bị ghẻ không dài không hay uổng quá thiệt tình buồn buồn hết sức. Rồi video mình hôm nay làm tới đây thôi, chào tạm biệt anh chị con bạn.